Boys is me. Bây giờ chúng ta xem nó tiếng Anh này vì tôi sợ tiếng Anh hơi ngu tí. Thôi được rồi, tôi sẽ bắt đầu với con game tu hô nhưng chơi điện thoại. Well, nó chỉ có 5 mạng, đâu có easy, normal và hard. Vì tôi nghĩ nên chọn easy vì tôi mới biết từ game này, tôi chưa bao giờ chơi thử. Tôi nghĩ tôi sẽ chơi thử mạng một vậy. Tôi sẽ test từng mạng với easy mode. Rồi tôi sẽ thử cái mạng nào mà tôi thấy khó nhớ trong easy tôi sẽ thử tăng lên độ khó là hard cơ nha. Rồi bắt đầu stage 1. Huh. Oh, hello there. Cái gì vậy? Để mẹ bố mày chưa chơi được nào, đừng phóng dao bố mày chứ. Tôi nghĩ cái nhạc này có thể bị bản quyền nên tôi quyết định tắt tiếng vậy. Hoặc tôi có thể bật tiếng sau cái bộ này. Nhạc sẽ... Địt. Theo sau bộ đấy, tôi sẽ chuyển qua màn hình. Ủa chứ là y hồi mà. Rồi xong lâu rồi. Những viên đạn quyết tiệt mà. Mày làm vậy sao tôi thấy được, nó chê được. Má. Okay, round 3. What the? Thôi. Ê, 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 cái đó không chỉnh nha. Dạ, chỉnh. Tôi chỉ đang bị lỡ lỡ một tí. Bắn cho mình hạt nha. Làm cho bị lỡ lỡ nhập nè. Rồi, tôi chê lên tự. What the hell? Yay, mà toàn miếng máu thôi mà. Thôi được rồi, chuyển mạng 4 mà chơi vậy. Oh no, tại sao vậy? Tự nhiên thằng nhỏ tôi biết điều này. What? Hả? Khỏi chấm? Rốt cuộc hình tròn nó đi xuyên được à? Nó là tôi rút cái này. Phải liền. Nó là tôi rút cái này. Rồi sao? Ờ. Rồi đi cầu kia. Mắc sao rồi nhá. Rồi xong. Mưa đây. Lé mắt rồi, đi con nha. Rồi, phải làm tao lé mắt rồi. À, to. Ờ, cứ lại hãy nguyên trắng này. Lên kim này. Giờ mất hết 2 sao rồi. Mất hết 2 sao rồi. Trời ơi, cà mẹ.
rồi, taste cuối. Vậy cái gì vậy? Hả? Hả? Mình cháu. Hả? Nói chơi gì? What the hell? Đố biển như nghĩ cho em. Rồi. Người đại quá. Sao đây? Wow, còn không mẫu kìa. Game hay lắm. Được rồi, đúng. Được rồi, vì cái điều vô lý nào đó thì nên tôi muốn chơi lại. Rồi, nó là cái gì? Yeah. What the fuck? Đi hồi đi. Yes. Ôi trời, đây là cái tiêu chết tiệt này nữa. Địt có mẹ là cái tiêu chết tiệt này. À phật. Bố mày muốn chơi là chơi thử nhân vật khác coi nhỉ. Tôi nghĩ nó vẫn đi chơi nhau thôi, chỉ là khác về cái độ viên đạn. Cái điệp mẹ rồi khó nén rồi mình nghĩ game đâu thôi tôi bỏ game đây, tôi định mở cái game này.